Nguyên quán. Em ở Điện Biên ạ. Điện Biên. Cô là người dân tộc Kinh hay là người dân tộc? Em là người dân tộc Thái, Thái trắng luôn ạ. Thì cô xuống Hà Nội lâu chưa? Hiện nay đang tạm trú ở đâu? Dạ, em xuống Hà Nội trước được khoảng nửa năm rồi ạ. Hiện tại thì em đang ở trọ ở gần trường Đại học Thương mại ạ. Cô là sinh viên à? Dạ không, em đi bán quần áo thôi ạ. Vậy cô với tên Tuấn có mối quan hệ như thế nào? Em quen nó qua mạng Alo anh ạ. Mạng Alo? Mạng Alo mạng gì? Mạng di động à? Là cái mạng mà nghe gọi được cả video anh. À, có phải mạng Zalo không? À, đúng cái mạng ý đây anh ạ. Được rồi, bây giờ cô bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, nhưng nhớ là phải chính xác nhé, thì chúng tôi mới cũng xử lý và giúp được cô. Dạ thưa, vào khoảng 9 giờ tối, thằng Tuấn mới nhắn tin hẹn em ra quán trà đá gần cổng trường uống nước. Em bảo là em không có xe, thế là nó đến đón em. Ra quán trà đá, nó gọi ba bát ngô nướng. Hai đứa ngồi một lúc, ăn chưa hết được một cái. Nó bảo ngồi đây nóng quá em ạ, là lên xe để anh chở đi lượn vài vòng cho nó mát. Em cũng đồng ý lên xe ngồi. Đi được lòng vòng vài vòng thì đến một đoạn đường mà nhiều nhà nghỉ. Nó bảo anh đau bụng. Em mới hỏi là thế anh có cần uống thuốc không để em đi mua cho. Anh ấy bảo là anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Hay là mình vào đây đi vệ sinh. Em nhất quyết không vào. Em bảo nhỡ vào đây gặp người quen ngại chết. Rồi sau thế nào nữa? Em mới bảo là thôi đằng nào gần đây cũng là phòng trọ của em. Mà trong phòng trọ cũng có nhà vệ sinh, nên là anh ấy đưa em về phòng trọ ạ. Cô cứ kể tiếp đi. Ở đấy thì em ở cùng một bạn nữa. Nhưng hôm nay thì bạn ấy về quê. Về phòng trọ đi vệ sinh xong thì anh ấy nói là anh ấy lạnh, cho anh xin một cốc nước ấm. Mà hôm ý nhà em lại không có nước ấm. Em mới bảo là thôi anh lên giường đi để em lấy cái chăn nhỏ đắp cho đỡ lạnh. Thì bất chợt ý, anh ấy nắm lấy tay em, bảo em là lên giường nằm với anh cho nó chuyển hơi ấm người sang, cho nó đỡ bị cảm. Nhìn mặt thì cũng vẻ sáng sủa, cũng trông cũng tử tế đấy anh ạ. Thế là em mới bảo là được rồi thì em ra ngoài em chốt cửa, rồi em lên nằm với anh. Lúc em lên nằm thì bất chợt ý quàng tay ôm em. Em thấy người anh run bần bật. Được một lúc thì anh ấy bảo là em cởi áo ra thì mới chuyển được hơi ấm sang người của anh ý. Chẳng hiểu vì sao lúc ý em lại nghe lời ý răm rắp rồi anh ạ. Rồi sau thế nào nữa? Thì cởi áo xong thì anh ấy bảo cởi cả quần ra nữa. Mà thằng này nó nhanh thật anh ạ. Quần áo của nó cởi hết lúc nào mà em không biết luôn. Lúc này em thấy hơi run run, nhưng mà không phải vì rét anh ạ. Người em cứ nóng bừng bừng lên. Thế là em quay lưng lại cho nó ôm. Một tay nó bắt đầu sờ ngực em, tay kia luồn xuống dưới. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái ngón nóng nó cứ dí vào đít em. Mà rõ ràng là hai đứa đã ăn hết ngô từ đầu rồi. Bất chợt nó đè em ra thì em mới biết cái nó dí vào không phải là ngô anh ạ. Đấy chính xác là công cụ gây án đấy ạ. Thế tại sao lúc đó cô không hô lên để cho mọi người trợ giúp? Hả? Tôi đang hỏi cô đấy. Tại sao lúc đó cô không hô lên để cho mọi người trợ giúp? Thì lúc đấy em đang bận rên, làm gì có mồm để mà hô mới chả hoán ạ. Mà cái thằng này nó làm tình giỏi thật đấy anh ạ. Người em cứng hết cả lại, không chống cự được luôn. Như vậy cho thấy là cô tình nguyện, chứ làm gì có chuyện hiếp dâm. Tại sao cô lại muốn tố cáo nó hiếp dâm cô? Nhưng mà nó hứa là sáng hôm sau nó mua cho em cái iPhone. Nhưng mà từ hôm qua nó tắt máy, khóa Alo, à chứ nhỉ, khóa Zalo. Em có liên lạc được đâu ạ. Mà anh cứ lập biên bản nó hiếp dâm em đi. Em biết chỗ ở của nó, anh quay chết mẹ ra cho em. Được bao nhiêu em biếu anh một nửa. Thằng chó này khốn nạn thật, dám lừa để chiếm đoạt em. Xét toàn bộ hành vi thì cho thấy rằng là cô cũng đang phạm tội. Cô có biết tội của mình là tội gì không? Đó là tội bán dâm đấy. Sao lại thế được ạ? Em có bán dâm đâu. Em chỉ định đổi dâm lấy iPhone thôi mà.